Ôi trời ơi, Phương mà cũng phải lau nhà. Ôi. Không mang được cái bánh chưng nào về cho mẹ thì phải chấp nhận làm phận Ozin thôi chứ còn sao nữa. Nhưng mà ông đi ra đây làm cái gì? Ông định xem sự thất bại của tôi đúng không? Năm nay thì mang được cái gì về cho mẹ mà vui đấy? Giọng tai lên mà nghe nhá. Năm nay tôi biếu vàng cho mẹ rồi. Eo ơi, bạn bè như cái bẹn bà ấy, có cách kiếm tiền mà chả chịu chia sẻ gì cả. Tôi cũng vừa biết thôi, tôi bây giờ sang đây chia sẻ cho bà đây. Nghe đây này, từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 18 tháng 2 năm 2024 thì các thuê bao lắp mới cũng như là thuê bao hiện hữu đang sử dụng các dịch vụ của VNPT như là Internet này, My TV này, Mesh này, rồi camera có thanh toán gói cước trả trước từ 3 tháng trở lên thì cứ mỗi 20.000 đồng sẽ có một mã dự thưởng quay thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 7 tỷ đồng, bao gồm 40 giải thần tài, mỗi giải 1 cây vàng SGC 4 số 9, 360 giải lộc vàng, mỗi giải 1 chỉ vàng SGC 4 số 9, 888 giải khai xuân, mỗi giải 1 smartphone Happy 20. Ui rồi, tôi tính chưa? Đấy, tôi trúng vàng ở đấy đây. Ôi, tôi phải thử mới được. Mẹ ơi. Thôi, bác gái cũng đang trên đường đi đăng ký chương trình khuyến mãi rồi.